Ôi chết rồi, nhầm, hôm nay sao vở mới. Ok, chúng ta sẽ cùng học. Thôi, hôm nay thì sẽ là buổi đầu tiên của chương trình lớp 12. Thế thì anh sẽ tạo một cái tab mới cứng cho chúng ta luôn. Tab này sẽ là tab toán 12 của 2K7 nhá. Thì hôm nay các bạn ghi cho anh là chương 1. Chương 1, đó là chương khảo sát hàm số nhá. Chương 1 khảo sát hàm số. Đấy, các bạn ghi bài đầy đủ vào. Đấy, nghiêm túc học thay đổi ngay từ bây giờ nhá. Mỗi tháng sẽ có bài kiểm tra xếp hạng và có thể là thưởng luôn. Đấy, để động viên kịp thời và cũng thông báo kịp thời những bạn nào mà ấy. Anh động viên em bằng cách xóa cái cột điểm học kỳ đi. Ờ, cái đấy là cái làm sao anh xóa được điểm đúng không? Nào, đầu tiên mình sẽ nói về tổng quan của chương nhá. Tổng quan của chương này. Thì anh nói với các bạn luôn nhá, chương này thì các bạn sẽ thấy là chương này sẽ là cái yếu tố đặc điểm thứ nhất. Đây là chương quan trọng nhất nhá, quan trọng nhất trong chương trình 12. Quan trọng nhất trong chương trình 12. Đấy, thôi của anh mà đặt thì ít topping thôi nhá, hoặc là cùng lắm cho chân châu đen thôi. Đợt trước anh đã từng gọi full topping trong ăn ngồi nhai mỏi cả mồm. Sữa trà sữa thì chẳng được mấy. Hoặc là cho anh trà hoa quả ấy. Không có thì thôi. Thế nào cũng được. Nào, hai. Quan trọng nhất trong chương trình 12. Nhớ. Đấy, là chương quan trọng nhất trong chương trình 12. Nó sẽ kiến thức sẽ được sử dụng xuyên suốt nhá. Được sử dụng xuyên suốt các phần khác. Đấy, các phần kiến thức. Đấy, sử dụng kiến thức trong phần kiến thức khác. Hay là ví dụ các bạn là các bạn muốn có một cái bài logarit nhưng mà nó muốn tìm min max đúng không? Nó vẫn phải đưa về hàm số. Đấy, tìm min max. Đấy, tìm min max trong các bài toán thực tế. Đấy. Ví dụ anh nói thật các bạn là vận dụng cao nhưng mà tìm min max vận dụng cao. Đấy, của phần logarit, hàm số mũ logarit kiểu gì cũng động vào hàm số. Đấy, hay đơn giản là các cái bài tính diện tích trong tích phân. Đấy, diện tích trong tích phân. Cái tích phân là các bạn chưa học đúng không? Vẫn phải dùng đến hàm số. Đấy, thì các bạn hiểu là nó sẽ có những cái bài cơ bản, có những cái bài nó nâng cao. Thì cái thằng hàm số các bạn cứ nhớ là học hàm số là các bạn được phải 50% công lực rồi. 50% nhá, anh tuyên bố là về mặt điểm số thì nó sẽ là chiếm 20%. Nhưng đấy là chương trình cũ. Còn chương trình mới của các bạn thì nó phải lên tầm 50% về hàm số luôn. Các bạn kết hợp kiến thức 3 năm vào thì riêng hàm số này nó cực kỳ cần thiết. Bạn hiểu đấy. Nhá. Đấy. Và nó sẽ, cái chương này nó sẽ bao quát hết nhá, bao quát hết các kiến thức về hàm số đã được học. Từ lớp 7 đến giờ. Đấy, từ lớp 7 đến giờ. Hàm số bậc nhất, bậc 2 các thứ là ngày xưa có cái gì thậm chí quên hết đi. Bây giờ chỉ cần nhớ bây giờ thôi là khủng rồi. Chỉ cần nhớ bây giờ. Đấy, nó bao quát hết lại. Nó phủ lại kiến thức cho các bạn nhá. Nhá. Thì yêu cầu cơ bản nhất đầu tiên là các bạn phải, thứ nhất là để học tốt chương này. Để học chắc chương này nhá, học chắc chương này. Đấy, cần các kiến thức nền sau này. Cần các kiến thức nền sau này. Cái thứ nhất này. Đấy. Cái này là phải thuộc công thức đạo hàm. Thuộc công thức đạo hàm nhé. Đấy. Cái số 2 là biết giải. Biết giải bất phương trình bằng nhiều cách. Bằng nhiều cách. Đấy, đấy là hai cái kiến thức nền quan trọng. Và kiến thức nền thứ ba nữa mà nó cũng quan trọng nhưng mà nó dùng cho bài khó, đó là biết áp dụng VS. VS và tam thức bậc 2 đúng lúc đúng chỗ nhá. VS và tam thức bậc 2. Đấy, đó là lý do tại sao chúng ta có nguyên một cái tháng 5 để chúng ta củng cố những cái phần
nó rất rất quan trọng như vậy. Đó là phần hình và phần hàm số, đúng không? Đấy. Rồi. Thế thì sau khi các bạn ghi xong cái này rồi, đấy, chúng ta có một cái tinh thần rồi, thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng cái bài một nhá, chi tiết từng bài một, từng dạng bài tập một, từ dễ đến khó. Và tất nhiên là anh sẽ né cái dạng 9 cộng ra. 9 cộng nó sẽ dành cho, thậm chí các bạn học hôm nay ấy, mà các bạn làm được bài 8 cộng, các bạn đã thấy nó kiểu mình đã đỉnh lắm rồi. Bởi vì 8 cộng của đoạn này nó đã rất là củ chuối rồi nhá. Đấy, các bạn hiểu chương này nó vừa khó vừa ấy. Đó, nó sẽ có rất nhiều cái bài bổ trợ nhá. Đấy. Được chưa các bạn? Ok chưa? Đấy. Nào, bây giờ anh sẽ cả lớp ghi xong chưa nhỉ? Cả lớp ghi xong chưa? Đấy, xong rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang cái trang thứ hai nhá. Đó là chúng ta sẽ đi vào chuyên đề 1. Nó gọi là tính đơn điệu của hàm số. Đấy. Tính đơn điệu của hàm số. Tức là chúng ta đã được ôn cái này rồi đấy. Nó là tính đồng biến nghịch biến, đúng không các bạn? Đấy, chúng ta hiểu đơn giản tính đơn điệu chính là tính đồng biến nghịch biến. Đấy. Đúng không các bạn? Đấy, tính đơn điệu chính là tính đồng biến nghịch biến nhá. Đấy. Tuy nhiên này các bạn chú ý này, tuy nhiên này. Ngày trước chúng ta học nó khác và bây giờ chúng ta học nó khác, chúng ta phải reset. Ta lại reset lại vấn đề nhá. Đấy. Một là mà định nghĩa. Định nghĩa này, bây giờ mới là định nghĩa chuẩn này. Định nghĩa chuẩn nó giúp chúng ta hàm số y bằng fx được gọi là, đấy, chúng ta đánh dấu cộng thứ nhất của cái, được gọi là đồng biến, đấy, đồng biến trên một khoảng, trên một khoảng khoảng k, đúng không, khoảng k bằng mở ngoặc a chấm phẩy b, đấy, một khoảng rõ ràng luôn. Đấy. Hàm số được gọi là đồng biến trên khoảng này nếu điều gì các bạn biết không? Nếu f'x, tức là đạo hàm của nó lớn hơn bằng 0. Đấy. Với mọi x thuộc k, với mọi x thuộc k, cứ đạo hàm lớn bằng 0 ở trên khoảng đấy là nó sẽ nó sẽ đồng biến. Đấy, chúng ta chỉ cần dựa trên cái dấu thôi, đúng không các bạn? Đấy, tức là dựa trên dấu của đạo hàm thôi, lý thuyết nó rất đơn giản như thế. Nhưng mà chỗ này các bạn phải lưu ý này, có một cái lưu ý nhỏ, các bạn mở ngoặc. Nó là cái dấu bằng xảy ra. Thì các bạn nhớ là f'x bằng 0 tại hữu hạn điểm. Đấy, lý thuyết này rất quan trọng, tại hữu hạn điểm. Nó không được lúc nào cũng bằng 0. Mà nó chỉ được bằng 0 tại hữu hạn điểm thôi. Tức là tại một vài điểm nào đó thôi. Nhá. Đấy, tại một vài điểm nào đó thôi. Đấy. Cái phần ví dụ là cái phần mà các bạn có thể ghi cũng được mà không ghi cũng được nhá. Anh lấy ví dụ các bạn này. Đấy, ví dụ này. Ví dụ ta có hàm số y bằng x mũ 3. Đúng không? Y bằng x mũ 3. Thế các bạn thấy suy ra y phẩy bằng bao nhiêu? 3x mũ 2 không? Thế thì các bạn thấy là a 3x mũ 2 này có luôn lớn bằng 0 không? Đúng chưa? Luôn lớn bằng 0. Đấy. Và nó chỉ bằng 0 tại đâu thôi? Y phẩy bằng 0 tại gì? Tại x bằng 0 là tại hữu hạn điểm không? Đúng không? Vậy thì chúng ta kết luận là gì? Kết luận là hàm y bằng x mũ 3 sẽ đồng biến. Đồng biến trên đâu biết không? Trên cả R luôn. Tại vì lúc nào nó chẳng lớn bằng 0 với mọi x thuộc R mà, đúng không các bạn? Đấy. Nó đồng biến, tức là cứ chỗ nào nó dương, các bạn cứ nhớ là chỗ nào mà y phẩy nó dương thì nó đồng biến. Đấy chưa? Đấy. Các bạn hiểu cái tư duy này chưa? Nhá. Đây anh vẽ cái hình cho bạn nhìn, nhìn các bạn nhìn là vẽ cái hình nhá. Đấy, vẽ đồ thị này. Đấy.
Đây các bạn nhìn vẽ đồ thị nhá. Rất trực quan cho các bạn. Đấy, y bằng x mũ 3. Thấy chưa? Các bạn có thể đồ thị nó luôn đi lên không? Nó có đoạn này nó hơi chững chững một tí nhưng mà bản chất nó vẫn là đang đi lên. Nó không hề có cái đoạn nào giảm cả, đúng không? Tí nữa chúng ta sẽ tìm cái bài mà nó có cả giảm cả tăng đều đặn luôn. Nhưng mà cái này mình cứ hiểu đơn giản như thế đã. Nhá. Đấy. Rồi, thế thì tương tự như vậy nhá, tương tự như vậy thì các bạn có ghi được cái định nghĩa của hàm nghịch biến không? Đấy. Hàm số y bằng fx. Đấy, được gọi là nghịch biến, đúng không? Được gọi là nghịch biến. Trên khoảng k, đúng không? Trên khoảng k như vừa nãy. Nếu, đúng không? Nếu f'x nó sẽ ngược lại, nó sẽ làm sao các bạn? Được biết. Bé hơn bằng hoặc bằng 0 nhá, bé hơn bằng 0. Đấy, chấp nhận dấu bằng nhá. Với mọi x thuộc k mở ngoặc là lỡ có bằng 0 thì phải làm sao? F(x) bằng 0 tại cũng tại hữu hạn điểm. Đấy, đấy là lý thuyết nhá. Hữu hạn điểm. Các bạn hãy nhớ lý thuyết rất rất quan trọng. Lý thuyết rất rất quan trọng. Các bạn thấy những cái bài tí nữa anh ví dụ cho các bạn nó rất là dễ. Nhưng nếu các bạn có lý thuyết, các bạn sẽ tư duy được bài khó. Anh không nói đây là chắc chắn các bạn 100% làm được, nhưng các bạn sẽ tư duy được bài khó. Nhá. Ví dụ có những anh học đây này, anh chia sẻ với các bạn này. Đấy, ví dụ như ở đây là cái anh Dương, đây 2K6, một trong những bạn ngày xưa còn thi học sinh giỏi của môn toán luôn của Phúc Lợi. Nhưng các bạn biết không? Đây ví dụ như câu này, hàm số này nó hỏi này, nghịch biến trên khoảng này. Thế thì câu hỏi của anh là gì? Anh không hướng dẫn các bạn luôn những bài này. Đây bài này mức độ 7-8 thôi đúng không? Anh không hướng dẫn các bạn này, nhưng anh nói này, đây, anh cho đây có cách nào là cách dạng chung của cái này không? Thì cách làm chung chỉ dựa trên lý thuyết thôi. Các bạn hiểu không? Dựa trên lý thuyết mà các bạn hiểu sai lý thuyết hoặc không nắm được lý thuyết thì anh khẳng định luôn các bạn có học bao nhiêu dạng đi chăng nữa, người ta chỉ cần cách điệu một cái là các bạn gãy ngay. Nhớ chưa? Thế thì ở đây cái từ khóa của chúng ta chỉ đơn giản là gì? Là F phẩy mà dương thì nó đồng biến, mà F phẩy nó âm thì nó nghịch biến. Ở đây chỉ có một lưu ý nhỏ thôi là nhỡ nó có bằng 0 thì chỉ được phép bằng 0 tại một vài điểm thôi. Các bạn nhớ chưa? Đấy. Bởi vì toán học nó phải cần cái sự chính xác. Nhớ. Đấy. Thế thì ở đây ví dụ này, ví dụ về cái hàm nghịch biến này. Ví dụ đúng không? Đấy, ví dụ này. Đấy. Thì cái ví dụ này nó ngược với thằng kia thôi các bạn nhỉ? Y mũ x mũ 3 thì ngược lại của nó sẽ là gì? Trừ x mũ 3 đúng không các bạn? Đấy, trừ x mũ 3. Đấy. Trừ x mũ 3. Đấy. Thế thì suy ra các bạn thấy y phẩy của chúng ta sẽ bằng gì? Bằng trừ 3 x bình. Thế ngược lại như vừa nãy có phải nó luôn bé bằng 0 không? Đấy, với mọi x thuộc R. Đấy, thế thì suy ra làm sao? Y phẩy bằng 0 chỉ tại x bằng 0 thôi, đúng không? Đấy, vậy thì kết luận là hàm số là hàm số y bằng trừ x mũ 3 sẽ nghịch biến trên R nhá. Nghịch biến trên R. Đấy, các bạn nhớ là nghịch biến trên R. Đấy. Được chưa? Câu chuyện nó chỉ đơn giản như vậy. Lý thuyết các bạn cứ nhớ cho anh là lý thuyết nó chỉ có như vậy thôi. Đấy. Nhá. Ok chưa? Đấy, bây giờ đến bắt đầu phân tích những cái dạng bài này. Hai la mã. Đấy, các bạn sang hai la mã. Lý thuyết nó chỉ như vậy thôi, hai la mã này. Nhận biết tính đồng biến nghịch biến thông qua đấy. Đầu tiên mình phải là thông qua cái hàm số hoặc bảng biến thiên. Bảng biến thiên. Đấy, thông qua hàm số hoặc bảng biến thiên nhá. Cái này thì nó chỉ mang tính thực hành là chính thôi. Ví dụ các bạn thấy là thông qua các bạn thiếu
ghi cho anh chữ đồ thị hàm số nhá, như là DT hàm số anh viết thiếu ấy, thông qua đồ thị hàm số hoặc bảng biến thiên. Cái số 1 chúng ta ví dụ thông qua đồ thị thì chúng ta sẽ thấy là gì? Đồ thị. Đồ thị nhá, các bạn nhớ này. Trong đồ thị chúng ta sẽ phải nhìn từ gì? Đấy, nhìn từ trái qua phải. Nhìn từ trái sang phải, đấy là cách nhìn đúng, từ trái sang phải. Đoạn nào đồ thị đi lên thì nó là đồng biến. Còn đoạn nào đồ thị đi xuống thì nó là nghịch biến nhá. Đấy, nghịch biến. Đoạn nào đồ thị đi lên thì nó là đồng biến, đoạn nào đồ thị đi xuống thì nó nghịch biến. Đấy. Các bạn nhớ chưa? Nhớ cái tư duy đấy chưa? Nhớ đoạn nào đồ thị đi lên thì đồng biến mà đi xuống thì nó nghịch biến. Nhá. Đi lên thì đồng biến mà đi xuống thì nghịch biến. Nhá. Và sau khi ấy, mình kết luận ấy, thì mình sẽ phải trả lời một câu hỏi là nó đi lên hay là đi xuống, hay là đồng biến hay là nghịch biến trong khoảng. Đấy, trong khoảng AB đúng không? Trong khoảng AB nào đó. Thì cái AB này phải nhìn từ đâu? Thì phải nhìn vào trục gì? Nhìn vào trục gì các bạn? À, nhìn vào trục OX nhá. Đấy, hay là gióng về trục OX để mình biết được nó đến đâu, từ đâu đến đâu. Các bạn nhớ chưa? Đấy, nhìn vào trục đấy thì để biết nó sẽ đi từ đâu đến đâu. Yeah. Đấy. Cái đồ thị. Bây giờ anh sẽ minh họa cho các bạn một vài cái, đúng không? Một vài cái các bạn không cần ghi hoặc nhìn trên để cho nó quen thôi. Là tập nhìn cái này nó tương tác là ở mức độ vận dụng dễ, đúng không? Vận dụng dễ đây này các bạn. Cái tài liệu này, đấy, toán 12 cái đoạn này. Sao? Chưa ghi xong à? Hay sao? Bạn nào gọi gì ấy? Đây, tính đơn điệu đây, mức độ 5-6 đúng không? Tí nữa ông nhờ quay đáp án. Hiền đếm cho anh bao nhiêu bạn nhỉ? Trừ bạn Châu nhé, bạn Châu không làm đâu. 21 bạn đúng không? Rồi, ok. 21 bạn. Thì anh sẽ nghỉ 2 bạn, đúng không? Bạn Huy và bạn Nhi. Thì anh vẫn sẽ in 23 bạn, thậm chí in 24 bạn đi. Cho nói. Thì bạn Vinh cầm cho bạn Huy, còn bạn Nhi cầm cho bạn Nhi nhé. Đấy chưa? Đấy. Anh nhớ bạn của bạn nào mà đấy, đúng không? Đấy. Hay là Vinh lại bảo là nó không phải bạn em thì anh chịu. Đấy. Ok, bây giờ các bạn nhìn nhá, anh sẽ lấy một cái hàm ví dụ cho các bạn ơi. Đấy. Đây các bạn nhìn thấy đồ thị chưa? Đấy. Ví dụ anh lấy một cái hình như này. Đấy. Anh lấy bừa thôi, các bạn đừng nhớ đáp án làm gì, về các bạn làm cho nó tập trung. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, nhìn từ trái qua phải nhá, các bạn chú ý này. Các bạn chú ý nhá, có những cái bài nó rất khó chịu, nó không cho đồ thị fx mà nó cho đồ thị y bằng f phẩy x. Đấy, nhưng nó vẫn bắt mình làm đồng biến nghịch biến. Cái đấy anh sẽ nói sau. Nhưng bây giờ nói cái hàm y bằng fx này, nhìn rõ chưa? Rất đơn giản. Đúng không? Cái đoạn nào đi lên nào? À, các bạn nhìn thấy đoạn này có phải đoạn đi lên không? Đi lên không? Và hai đoạn này đều là đoạn đi xuống, viết tắt thôi, xuống rồi, xuống này. Đấy. Đúng không? Thế thì đi lên nghĩa là đồng nghĩa nó việc nó đồng biến đúng không? Nó sẽ đồng biến trong khoảng từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Thì các bạn phải nhìn vào cái trục OX ấy, là gióng về đây, nó sẽ là trừ 1 đến 1 thì mình kết luận là đồng biến trong đoạn trừ 1 đến 1. Đấy, còn nghịch biến này, các bạn thấy đi xuống đây thì nó sẽ là đi xuống trong đoạn từ 1 đến bao nhiêu? Dương vô cùng, còn bên này sẽ là gì? Âm vô cùng đến trừ 1, có hiểu không? Nó chỉ đơn giản như vậy thôi, nghịch biến, đúng không? Thế thì bây giờ nó bảo là hàm số đồng biến trong khoảng nào? Thì đáp án của chúng ta sẽ là gì? B, trừ 1 đến 1, vậy thôi. Được chưa? Đấy, có gì đâu, vấn đề là bài vận dụng cao, hiểu chưa các bạn? Đấy, có bạn nào cần thắc mắc gì hỏi luôn nào? Hôm trước khi sang cái này, không cần ghi đâu. Tí nữa là phát phiếu lên đây, các bạn có thể ghi thẳng vào trong phiếu cũng được. Nhớ. Đấy. Từ từ anh xem là cái mạng nó bắt Corona Teacher rồi, không biết đấy. Sao em? Ok không? Các bạn hiểu chưa? Hiểu đoạn này chưa? Rất là dễ nhá. Cái đoạn này phải lướt nhanh thì tí nữa chúng ta sang dạng khác nó khó hơn. Đúng chưa? Đấy. Nào bây giờ chúng ta làm thử một con mới nào. Con 24 luôn. Đúng không? 24 thì hình nó giống như thế thôi. Đây, hình uốn lượn như này đi.
Đấy, học sang bài thứ 2, bài thứ 3 ấy là các bạn nhìn này biết luôn hàm nào luôn. Đấy, dạy các bạn này, đây nhìn này, đúng không? Nào. Nào, các bạn nhìn nhá. Nào, bây giờ đoạn nào là đi lên nào? Đoạn nào đi xuống nào? Cái chỗ này là cái không biết đúng không? Không biết luôn các bạn ơi, không biết luôn. Đây, cái này chỉ là một cái thằng A1 thôi. Không biết luôn, thằng này là thằng A2, đúng không? Hay là gọi là thằng này là A, thằng này là B đi cho các bạn quen, đúng không? Thằng này là A, thằng này là B, đúng không? Thì các bạn nhìn này, nhìn anh làm này. Nếu mà làm chuẩn đấy, các bạn kẻ một cái trục vào. Đầu tiên là từ âm vô cùng về đến A. Có phải đồ thị đi xuống không? Xong từ A đến gì? Đến đỉnh chỗ này là gì? Không. Nhớ chưa? Chỗ này là không gióng lên đấy, gióng với trục OX là không. Xong tiếp từ không đến gì? Đến B. Xong từ B đến dương vô cùng, đúng không? Và chúng ta sẽ nhận xét là đoạn này sẽ là đi xuống là gạch chấu trừ này, tức là F phẩy nó âm. Xong đoạn này là đi lên thì nó gì? Dương này, đoạn này âm này, đoạn này dương này. Thì có phải nhìn đây biết nghịch biến, đồng biến? Nghịch biến, đồng biến. Nghịch biến, đồng biến không các bạn? Hiểu chưa? Các bạn hiểu câu chuyện chưa? Đấy, nhưng mà đây đáp án là nó hỏi là nghịch biến như khoảng nào, đúng không? Nhìn xem có khoảng nào phù hợp không? Nhìn này. Nào, xem khoảng nào nghịch biến phù hợp nào. Chọn đáp án nào. Đáp án gì? D, đúng không? Chính xác đáp án D. Tại 0 đến 1, có phải từ 0 đến 1 nó là cái 1 nó là tập con của đoạn này không các bạn? Đúng chưa? Tức là khoảng từ 0 đến B là khoảng nghịch biến. Thì tập con của nó chắc chắn sẽ nghịch biến. Nhớ chưa nào? Đây là cái dạng mà nó nhiều bạn mà chơi học máy móc ấy là phải đúng y xì mấy khoanh là gãy luôn nhá. Đấy. Đây, cái đoạn này nó bị vi phạm khoảng nào các bạn nhỉ? Từ 0, từ âm vô cùng đến trừ 1. À, thì có phải đoạn từ A đến trừ 1 nó bị vi phạm không? Đúng chưa? Đấy, trừ 1 đến 1. Đây các bạn nhìn trừ 1 đến 1. Trừ 1 đến 1 thì đoạn này nó vừa đi lên xong lại vừa đi xuống, đúng không? Không được, đúng không? Đấy, đoạn 1, 2 cũng tương tự như vậy. 1, 2 là vừa đi xuống rồi vừa đi lên. Đấy. Như vậy cả lớp đã hiểu cái đồ thị chưa? Thông qua đồ thị nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhớ chưa? Đừng có nghĩ nó cao siêu cả. Nó là dạng vận dụng thấp nhá. À không phải vận dụng thấp mà là nhận biết, quên mất, nhận biết thôi. Rất là dễ nhá. Đấy. Nào bây giờ anh sẽ cho các bạn câu 30 này thử xem nào. Đấy, câu 30 thử xem nhá. Buổi đầu này chắc là muốn nhẹ nhàng thôi nhá. Đấy, nào câu này xem các bạn chọn xem nào đáp án gì nào. Cái này anh cho các bạn chọn này. Nghịch biến trên khoảng nào? Đấy, bạn kẻ một cái trục ra. Đúng chưa? Nào đầu tiên nó đi từ âm vô cùng đến mấy? Đây, cái đỉnh này, đầu tiên là trừ trừ 2, xong trừ 2 đến đâu? Đến đi lên đến 0. Xong lại đi xuống đến gì? 1. Xong lại đi lên, đúng không? Đấy, 1 thì đi lên luôn. Thế thì có phải chúng ta cộng trừ như này không? Thì nó hỏi nghịch biến trên khoảng nào, đúng không? Trên khoảng nào mà chưa dấu trừ ấy? Đấy. Rồi, ok, đáp án C. Đơn giản không? Nào, cả lớp đã rõ ràng đoạn này chưa? Rồi, đừng bạn nào để bị bỏ rơi lại nhá. Rồi, ok. Nào, tiếp tục sang cái đoạn thứ hai. Nào. Hả? Trừ 1 đến 0 á? Trừ 1 đến 0 là đồng biến mà, đúng không? Rồi, bình tĩnh. Đấy, nào tiếp. Hai nhỏ. Bảng biến thiên. Hai nhỏ đó là nhìn vào bảng biến thiên hay là dựa vào bảng biến thiên? Nhìn vào bảng biến thiên. Đấy. Thì các bạn nhìn cái cấu trúc của bảng biến thiên nó sẽ có 3 phần. Dòng thứ nhất là x, dòng thứ hai là dòng của y phẩy và dòng thứ ba là dòng của y. Thì trên dòng y phẩy này nó sẽ có những cái vị trí nó là 0, là tại đó y phẩy bằng 0. Và bên cạnh đó nó sẽ có những cái dấu cộng trừ, các bạn vẽ phác ra. Đấy, các bạn nhớ chưa? Thì các bạn chỉ cần đối với nhìn vào bảng biến thiên, các bạn sẽ nhìn thẳng vào hàng nhìn vào hàng gì? Vào hàng của y phẩy. Được chưa? Thấy dấu cộng thì là gì? Thì là đồng biến, mà thấy dấu trừ thì là nghịch biến. Thế thôi. Đấy, rất là đơn giản. Đấy, cái bảng biến thiên nó có dấu cộng, dấu trừ sẵn cho các bạn. Bạn nhớ chưa? Đấy, câu chuyện của bạn chỉ như vậy thôi. Đấy.
xong là một đống bài tập để mình rèn cho nó quen. Cái bài tập dễ thì cần sự chăm chỉ, kiên trì và cẩn thận. Đấy. Bài tập khó hơn thì cần sự tư duy, đấy, phân tích và có thể từ bỏ nếu nó cảm thấy nó không nuốt nổi. Bởi vì các bạn học bây giờ các bạn thấy là cái chương trình bây giờ là nó học rộng chứ không phải học quá sâu. Học rất rộng. Đấy. Rất rộng. Các bạn thấy là nếu các bạn nắm kiến thức 3 năm tốt hơn thì các bạn đừng có lao vào vận dụng cao làm gì, học hết cả 3 năm. Thì các bạn thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy ăn đứt luôn. Đấy. Đánh giá năng lực, đánh giá tư duy các anh chị đi review về. Đấy. Anh làm đề cũng thế. Toàn hỏi lớp, ví dụ anh chị lớp 10, lớp 12 toàn hỏi lớp 10, lớp 11 xong toàn không nhớ hoặc là không biết. Đấy, xong chưa làm được thì chữa thì bảo ô tại sao nó dễ thế thôi. Tại vì bọn em học quan kiểu trên lớp không dạy đúng không? Trên lớp không dạy, trên lớp giảm tải, bỏ nên không biết. Đấy. Và anh bị rất là nhiều vấn đề là khi mà các bạn vừa thi học kỳ xong là các bạn tinh thần nghỉ hè. Đấy. Đây các bạn nhìn này, đây thi đại học năm 2020 lần 1, năm 2020 là thi đại học 2 lần nhá. Đấy, các bạn nhìn cái bảng này. Bây giờ nó hỏi hàm số đồng biến trên khoảng nào đúng không? Các bạn thấy mình nhìn đi lên đi xuống có được không? Nhìn đi lên đi xuống ở cái chỗ Fx này được không? Nhưng mà không thì tội gì nhìn thẳng vào F' này các bạn ơi. Đấy. Được chưa? Nhìn thẳng F' thôi, nó hỏi đồng biến đúng không? Nhìn thẳng vào dấu cộng ở đây và dấu cộng ở đây. Vậy nó đồng biến trên khoảng từ -1 đến 0. Và 1 đến dương vô cùng. Đấy. -1 đến 0 có đáp án không? Nhìn check luôn. Có D luôn, dễ không? Hiểu chưa? Nhận biết nó chỉ như vậy thôi. Đấy là dạng bài tập nhận biết. Đấy, lớp 12 chúng ta phải chia bài tập ra như thế, cái cách học ra như thế. Nó không phải là cách học như lớp dưới đâu. Lớp dưới các bạn phải học hết các dạng. Nhưng mà lên lớp 12 là học từ dễ đến khó và chấp nhận bỏ những thằng khó quá nếu không có khả năng. Đấy. Đúng chưa? Các bạn thấy đồng ý kịch biến dễ không? Đúng không? Đấy, đây các bạn nhìn cái phiếu này. Đây là phiếu mức độ 5-6, tức là mức độ cơ bản. Các bạn thử ví dụ 9-10 xem, hai câu hỏi xem. Đấy, các bạn nhìn thấy ngay câu 1. Đấy, vẫn là nhìn đơn giản đúng không? Nhưng mà F của nó là không phải Fx mà F2 trừ x. Đấy, các bạn thấy vấn đề nó khác chưa? Đấy, xong đồ thị nó không cho là đồ thị của Fx mà nó cho đồ thị của F'x. Đấy, đấy các bạn thấy chưa? Đấy là 90 đấy. Đây, đấy, vẫn thế thôi. Đấy, để thi đại học đây chứ đâu. Hiểu chưa các bạn? Đấy là cái khác biệt nhá. Đấy. Anh mà ví dụ một xong ví dụ ai nhảy sang đoạn kia thì các bạn bỏ học hết. Đấy các bạn đấy. Nào bây giờ tiếp chúng ta ví dụ 2. Đấy. Cái đấy anh sẽ dạy ở cái bài 90 thì dạy từ từ, có những bài vẫn lĩnh hội được, có những bài nó nói. Thực ra nhá, anh nói luôn các bạn nhá. Là cái bộ tài liệu này này, cái dạng 90 này này, ngày trước là 90 thôi, bây giờ nó là trở thành 78 rồi đấy. Nó lại nâng lên một level khác rồi. Tức là khi tất cả mọi người đều biết làm thì nó sẽ trở thành dạng 78, nó lại còn vẽ ra những dạng khác nữa. Đấy. Các bạn phải hiểu là cái sự thay đổi của chương trình nó khủng khiếp đến như thế. Đấy. Nó thì còn 56 hay 34. Đấy, nhá. Đâu nhỉ? À đây nha các bạn nha, đây ví dụ này các bạn bảo là thế bây giờ 90 bây giờ nó sẽ tầm như thế nào đúng không? Các bạn có tò mò không? Đây, nếu các bạn tò mò đấy anh sẽ cho các bạn xem. Đây 90 đây các bạn ơi. Là câu 10 đây. Đâu nhờ từ từ nhá, đây kiểu gì có trong mấy 5-6 câu cuối là cũng có một câu hàm số đây các bạn ơi. Đây ví dụ như này. Đạo hàm này thỏa mãn này. Đây cái này là tích phân này. Đây ví dụ câu 41 chẳng hạn đúng không, có đúng một cực trị cũng rất là lằng nhằng đấy, hay là câu 78 của bạn đâu nhở, đây câu 33 này thì nó không đáng để nói rồi, câu 33 như bây giờ các bạn làm là các bạn cũng chưa biết làm đâu đấy, thấy chưa đấy, đây cái riêng cái con 50 mà nó giải thì nó đấy, các bạn nhìn đấy. Đấy, bây giờ nó phải như thế nhá. Cái này là bạn nào có máy tính 880 là bấm đỉnh luôn này.
hôm trước bay 8-8-10 là bấm cái này kinh khủng luôn. Đấy, nào thôi được rồi, con này các bạn chọn thử cho anh câu 2 đáp án là gì nào. Câu 2 chọn cho anh cái nào. Hả? C à? Hàm số đồng biến đúng không? Nhìn vào dấu cộng, đồng biến nhìn vào dấu cộng của F phẩy đúng không? Nhìn kỹ nhá, đọc kỹ đề bài luôn. Vậy là trừ 1 đến 0, đấy, hợp lý không? Hợp lý, ok luôn. Đấy, không có đáp án 1 đến dương vô cùng đúng không? Nếu là ở đây là 1 đến dương vô cùng thì nó lại đúng. Đấy, nhưng mà không thể có hai đáp án đúng được. Đúng chưa? Đấy, ok. Như vậy các bạn đã, nào, cho anh hỏi một lần nữa này. Cả lớp đã thạo cái dạng này chưa? Ok nhá. Đấy, như vậy là cái dạng 1 là cái dạng mà nhận biết tính đồng biến nghịch biến thông qua, đúng chưa? Đấy, thông qua hàm số và bảng biến thiên, đúng trong các phiếu bài tập của các bạn. Đấy, đấy, đúng không? Đấy, nó cho phiếu bài tập, nó chỉ có như thế thôi. Đấy, thế thôi, đúng chưa? Đấy. Rồi, ok, bây giờ anh sẽ dừng bài giảng ở đây. Dừng bài giảng ở đây.